Chúng ta sẽ cùng đến với kết quả từ phía trọng tài. Một chiến thắng đến từ góc đài màu xanh, hát knock out kỹ thuật. Chúc mừng võ sĩ Nguyễn Quốc Thịnh. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Bùi Duy Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Arena, trưởng ban tổ chức Arena of Valor. Vâng, võ sĩ góp đài xanh Nguyễn Phú Thịnh với phần knock out rất nhanh, knock out kỹ thuật. Một lần nữa chúc mừng anh. Thật là một trận đấu đầy bất ngờ, chỉ trong vài giây đầu thôi Phú Thịnh đã hạ knock out.
Come on.
Và chúng tôi xin được chúc mừng chiến thắng dành cho hạng cân 60kg dành cho nam từ gốc đài đỏ võ sĩ Nguyễn Chí Thuận, thắng thống đồng hội. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Mai Thanh Ba, Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam sẽ lên trao giải thưởng. Một lần nữa, chúc mừng cho võ sĩ ở góc đài đỏ Nguyễn Duy Thuận